Đây các bạn ơi, tối nay thì anh bạn hai mình chuẩn bị vào bếp. Sắp tới thì anh hai mình chuẩn bị đi bán lề đường đó các bạn. Anh hai mình phải học hỏi để làm thử cái là trứng gà nướng các bạn ơi. Sắp tới anh hai sẽ mở cái quán là trứng gà nướng. Cho nên là anh hai bây giờ sẽ tập tành từ từ nha các bạn. Không biết là có thành công không nữa. Bắt đầu thì mình sẽ ăn nha các bạn ơi. Làm cho cả nhà thử trước. Trước khi mình bán thì mình phải ăn thử. Anh hai vậy nó dụng lắm anh hai, hồi coi chừng nó lọt vô á. Anh hai chỉ làm gì chừng nào mấy? Anh hai chỉ chọt cái đầu rồi anh thấy thôi. Làm gì rồi chừng nào mới có ăn trời. Trời ơi, tập từ từ sẽ được. Thổi anh hai, coi chừng cái mày. Nó thử quá rồi. Sắp tới thì anh Bành hai với chị Bành Hiền sẽ đi bán lề đường. Trời ơi, thổi chừng nào xong anh trai. Chừng nào mới có ăn ta. Rồi được rồi. Đó. Hồi trước thì mình cũng có làm lần rồi, nhưng bây giờ mình sẽ nhớ gì mình chỉ anh hai anh đó nữa các bạn. Được chưa anh hai định thúc luôn hả? Rồi được rồi, anh hai khuấy quá trời rộng rồi. Chú xuống. Vậy cũng sắp tới anh hai đi bán lại đường á, mày nhớ đi phụ nha. Rồi để dòng đỏ lại được không? Không, anh hai mới chút cái hết luôn. Không được, hồi lấy cái đũa. À. Anh hai ăn hồi anh hai ơi, cái lỗ này quá rộng rồi anh hai. Giờ hồi anh hai làm cái lỗ nhỏ nhỏ thôi nha. Ok. Này, từ từ cẩn thận coi chừng anh đâm cái tay đó. À, lấy cái đầu dao nè, khửi nó dễ nè. Trời ơi, giờ anh mới suy nghĩ ra hả? Chưa có kinh nghiệm. Cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, anh quấy như cái lỗ hổng không gian vậy đó. Các bạn ơi, anh hai mình làm lần đầu tiên, các bạn nhớ góp ý nha. Hy vọng thì sắp tới đây anh hai mình sẽ cho ra một cái món cực kỳ là thơm ngon. Liệu là nó ăn được. Đúng rồi. Cái lòng đỏ nằm ở trong rồi. Lòng gì nó mới có ăn trời. Từ từ anh hai. Cẩn thận nghe coi chừng bụi nha hai. Ok. Ở trong đây là bao nhiêu trứng vậy anh hai? 30 trứng đó. Wow, trứng nào trứng đấy. To bành ghi luôn các bạn ơi. Ăn rồi. Rất là to luôn nha. Rồi, đi ngủ đi rồi, chừng nào xong rồi anh hai kêu. Thôi, ở đây phụ. Mình cho các bạn xem chút đi, mình sẽ phụ anh hai mình nha. Wow. Tắt ra. Cũng có chuyên nghiệp hơn rồi nè, cái trứng thứ ba chuyên nghiệp hơn rồi các bạn. Có kinh nghiệm rồi. Rồi, lỗ được rồi anh ơi. Anh trai ơi. Nhưng mà vẫn phải thổi nha. Phải bụi ra. Hơi khó ra nha. Anh hai mình làm thì cũng an toàn vệ sinh lắm các bạn ơi. Chừng nào cái món này ra mắt các bạn nhớ ủng hộ anh hai mình nha. Không biết chừng nào ra mắt đây nữa. Để ăn trước đi. Đây các bạn ơi, cái thao trứng hồi sớm giờ anh hai mình chút ra nè. Cái vỏ trứng thì chị Bành Hiền trợ giúp anh hai đi rửa cho sạch rồi. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây. Nêm gia vị là muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Đúng rồi, đây là cái công thức mà gia truyền của em chỉ gia đình mình. Em chỉ muối, đường, bột ngọt. Không cần biết đó là cái gì, món gì cả. Nói chung là món gì cũng để muối, đường, bột ngọt thôi, trừ là uống nước thôi các bạn. Rồi, biết rồi. Món này không để muối nha anh trai. Rồi, một muỗng bột nêm. Nói chung là tất cả các món ăn ở nhà mình thì đa phần thì đều để đầy đủ những cái gia vị như thế này. Ít bột ngọt. Mình nêm cũng vừa phải thôi các bạn ơi. Xíu xì xiu đường thôi nha. Ủa sao vậy? Tại cái này nó có ngọt, xíu xì xiu đường thôi. Dạ. Và tiếp theo sẽ là cái gì đây anh Bành hai? Một điều đặc biệt là mình để nửa lít nước mắm. Cho em chạy luôn quá anh trai. Ăn chết heo. Nói chứ chân giá thôi các bạn, nửa giá. Nửa giá thôi, sao mặn lắm. Bà sữa ơi, mày tin tưởng anh hai không? Mày tin tưởng anh hai mở bán này đắt không bà sữa? Sao lỗ mũi mày hỉnh dữ vậy? Bà sữa, tin không? Trời ơi, thèm anh hai ơi, vậy là trời ơi, chưa gì hết mà nó chảy nước miếng là thành công rồi đó anh hai. À, thấy đều. Wow. Cái lỗ mũi kìa. Chảy nước miếng. Trời ơi, tém tém luôn kìa anh hai. Khuấy đều nha các bạn, này khuấy nhẹ thôi. Anh hai, có cần đây không? Wow, cần không ta? Để suy nghĩ cái. Sử dụng đó, mình nhẹ nhẹ thôi. Cả okay, hai luôn để mình okay. Kết hợp. Khuấy đều. Bà sữa ơi, mày làm gì vậy? Bà sữa nhà mình là tối thường thưởng ra ao ngồi ngắm cá rồi các bạn. Sữa mày làm gì vậy? Ủa cá bơi hả bà sữa?
Ôi ngồi cục luôn nè các bạn. Mà sớ. Mà sớ ơi sớ. Mà sớ ơi làm gì vậy? Cá bơi rồi sớ ơi. Đây. Mới trứng là hai mình đã khuấy xong. Bây giờ mình sẽ làm gì anh hai? Giờ sẽ lượt nha. Dạ. Lấy cái cầm trắng ra cho nó nhuyễn ra luôn, cho nó hòa quyện lại với nhau. Được không? Chị Hiền ơi trợ giúp. Được không anh? Tương lai hai vợ chồng anh chị mình sẽ đi bán lề đường học gạch nướng. Đây, cầm thử đi. Để xem có thành công không nha. Ok. Có lại chứ. Nhưng mà anh hai ơi, bây giờ là 10 giờ tối rồi, chừng nào mới có ăn. Làm đi, hấp rồi để đó sáng ngày ăn cho nó nguội rồi nữa mới ngon. Vậy hả? Rồi nó mới đông lại nó mới ngon. Wow. Công thức làm trứng nướng chuyên nghiệp của con nhỏ nó cũng hơi gắt gối đó các bạn. Giờ anh hai mình sẽ lượt cho nó nhuyễn trứng ha anh hai. Cho nó nhuyễn cho nó mịn á. Wow. Hết bọt nữa. Hơi vất vả xíu nè các bạn. Nó bị dính còn tá rồi. Trứng này chị Hiền gỡ rồi đó hả? Ừ. Ướp ngược hết rồi. Wow. Đây đây các bạn ơi, anh chị mình rất là vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Rửa chà bóng láng luôn trời. Ủa anh ơi, cái giọt này thích quá không? Anh lấy cái giọt hư không? Quá thích thì phải. Lấy cái giọt hư thêm xíu không? Thôi để anh chạy với nè. Chạy không? Thôi chắc phải lấy cái giọt hư một xíu anh ơi. Chạy dữ vậy. Ê, từ từ đừng buông, đừng buông. À, cái chồng trắng này nó còn ở trên đây nè các bạn. Này chồng trắng nó không có tan như cái chồng đỏ được. Nay mình sẽ khuấy cho nó rớt xuống. Bất ổn quá. Đây, ổn rồi. Cái này thì bao chảy luôn. Mình lượt chủ yếu là cho cái chồng trắng nặng cho nó rớt xuống. Này giống như là mình lăn vậy, cái chồng trắng nó bị. Mình phải làm nhẹ tay thôi là nó sẽ lên bọt. Thì lúc đó cái bánh của mình nó sẽ bị xốp hả? Chị nghĩ vậy. Bóng. Wow. Đúng là xong kiếm học á, sắp tới đây sẽ có món ngon. Đỡ đi anh. Được chưa, cho nó bớt đi. Ô chưa thấy. Chưa thấy hả, làm lại. Trời đất ơi, thêm thằng này nữa, giờ bị mũi cắn rồi. Bắt trước mà bị mũi cắn quá trời ơi. Nhưng mà bò sữa kìa các bạn ơi, ngọn nghề luôn kìa. Tối nào mà mình bắt đèn nữa sẽ ra đây ngồi ngắm. Thích ngắm cá. Và cuối cùng anh hai sẽ để gì vô ạ? Tiêu vào. À. Bà cũng mắt xanh anh hai ơi. Nó nhìn đi. Trong đêm tối là mắt nó màu xanh. Như đây có nhiều quá không? Nhiều quá ha. Dạ. Nhưng mà thôi thêm nữa đi anh hai ơi, tại vì em thấy trứng của người ta hơi lắng ở dưới á. Chết rồi, nó bị đen rồi anh hai. Thôi, nhiều đây đi. Dạ. Nhiều quá cũng mắt ngon á. Ok, nhiều đồ ha. Ừ, vậy lên. Điều nữa là mình cho vào cái trứng. Và bây giờ anh hai mình sẽ bắt đầu bỏ vào cái ca. Bỏ vào cái ca mới để chế vô trứng được các bạn. Lấy cái ca mà có cái mỏ nhọn như thế này mình sẽ khỏi cần dùng cái ống chích. Và đó là bằng ống chích không? Đúng rồi, nó sẽ lâu hơn. Và ống chích nhiều khi nó sẽ tạo cái bọt khí nhiều hơn. Nè mình khỏi luôn. Chắc được anh hai, mình đảo thêm xíu, đảo thử trước đi. Đây đây có chuẩn bị ly. Một cái ly, cái trứng để vào cái ly. Rớt vào. Linh ơi đừng cho đầy quá. Đầy một cái. Đầy quá đó các bạn. Khi mà mình hấp cái trứng nó sẽ nở ra. Nó sẽ bị bung. Vừa vừa thôi. Và tiếp tục sẽ đổ hết 30 trứng này luôn nha các bạn. Rồi sẽ đem đi hấp. Anh hai ơi. Đây, trò lên. Nè anh hai, mình sẽ bắt nước sôi. Đây, mình sẽ đậy lại nha. Và chờ nước sôi các bạn.
Đây các bạn ơi, số trứng anh hai mình cũng đã vô hết trơn rồi nè, bây giờ sẽ đem đi hấp thôi. Lấy đi hấp thôi hai ơi. Đây. Tên 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 tên. Ôi, nước xoài. Vô hai ơi. Wow. Nắp lửa thật là nhỏ luôn. Đây rồi. Lửa nhỏ xuống anh hai ơi. Anh hai ơi khui thử đi anh hai, em tắt lửa rồi. Khui. Wow. Chết rồi anh trai ơi, kiểu này sao đi bán được anh trai. Trứng hấp thần thánh. Trời ơi, nó nở như là bông hoa vạn thọ tốt vậy đó các bạn ơi. Thôi bây giờ mình đậy lại mơ sáng nướng ăn anh hai ơi. Rồi thôi, sáng nướng. Buồn quá đi à. Hiện tại bây giờ là gần 7 giờ sáng nha các bạn. Anh Bành hai mình thì đang chuẩn bị đốt than để nướng trứng. Hồi tối thì là trứng hấp nở như cái bông nhạn thọ vậy á. Dạ, nhưng mà cũng phải nướng lại cho nó mới là trứng gà nướng các bạn, nướng lại nó mới thơm. Lần này đã bị thất bại, mình sẽ làm lần nữa nha. Trời ơi, tới khi nào mà anh hai mình bán được rồi, lúc đó là chắc mình ăn cũng mấy chục lần rồi đó các bạn ơi. Bây giờ đổ than, anh hai đổ than vừa vừa hai mình nướng rồi cho nó nóng lại, kiểu như là nó vàng cái vỏ lên là được rồi. Em thấy người ta bán là người ta để than lắm. Để than này đốt có lửa than thì nên mới nướng trứng được các bạn. Đây các bạn ơi, cái mớ trứng hồi hôm á nở như cái bông vạn thọ được, bây giờ nó cũng đã sẹp rồi nè. Bây giờ mình sẽ đưa cho anh hai mình nướng nha các bạn. Nhưng mà nếu mà nó sẹp như vậy thì cũng giống rồi đó anh hai ơi. Được rồi. Cũng được rồi, nhưng mà hồi em sợ là khi mà nướng lên nó phù lên lại quá à. Nó có một cái sai là nó bị bung thôi. Nhưng mà trứng là nhìn cũng ngon đó các bạn ơi. Cũng giống ngoài tiệm ta, cũng giống ngoài người ta làm rồi đó. Có lửa than rồi. Lửa than hơi rồi các bạn ơi, nhiều quá nữa nó sẽ bị bể vỏ nhiều quá, nóng quá. Thế vào. Ôi chết rồi, không phải của nó. Bởi vì khó ha. Hay để ngang đi anh hai. Chứ mà không phải của nó, lấy lộn rồi. Đây. Nướng đi hai. Trời lên. Trời. Trời ơi. Thì 30 trứng ăn đảo luôn các bạn. Mình sẽ lấy phụ anh ha. Nóng nha. Bỏ nó đi cho lăn vô. Đó. Nó phát ra tiếng kêu rồi. Rồi. Trứng bắt đầu sôi. Mùi thơm á anh hai ơi. Lên mùi rồi kìa. Công nhận trứng gà nướng thơm lắm luôn á các bạn. Vẫn chua à. Wow, anh hai mình cũng giống mấy người bán ở ngoài chợ rồi đó. Đây các bạn ơi, sau một đêm thì anh hai cũng đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái hương vị như thế nào nha. Trứng gà nướng rất là ngon đó. Bim. Để ăn thử coi các bạn ơi. Ăn đi, khui đi. Khui thử coi. Khui đi. Nè,
lột thử thôi. Cái mề nó dính anh, cái đó là cái mề á. Coi chừng lộ gỡ ra thành hộp vịt lộn á chị. Tóc 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 đây, tại vì nó bị bể nè. Anh lột ra không? Rất là nhiều luôn các bạn, chấm muối tiêu nha. Này có ớt nữa nè, có muốn ăn ớt thì ăn, rau găm, dưa leo. Đẹp quá nè. Của chị Hiền hơi bị bể, bây giờ mà cái trứng này ngon nè, nó giòn giòn được. Chồng làm cho ăn nè. Thơm quá nè, thơm mày nha. Nè, cái trứng đó nè các bạn, nướng nó bị giòn vàng nè. Trứng lọt quá. Thì nó có kinh nghiệm của em, nó bóp nát hay nó mới lọt? Bóp nát thì khó lọt lắm, chưa biết, mà nó bị dính. Không thôi em lọt quá rồi. Để chị lọt hết em ha. Cũng lọt quá. Hơi vất vả. Được chưa chị Hèn? Thơm quá. Nó sữa được. Trứng mình nấu cần lọt được một tay. Được nè. Lọt được nè các bạn. Bỏ vô ăn vỏ luôn. Trời ơi, hơi vất vả một tí xíu. Sao của chị Hiền rồi chưa? Mất cái đít à? Có anh hai kìa. Đang trên đường thành công. Wow. Cũng ngon đó, chấm ăn thử đi chị. Cũng ngon ớt vậy hả anh? Ai ăn thì cắn. Mời các bạn nha. Ngon không? Ngon không? Ổn không? Cũng ngon á. Ngon đấy. Thử hai. Giờ tay nghề anh chưa tệ. Phía anh trong nè. Cũng được đấy. Phía anh trong nó cũng giống thơm. Người ta làm rồi đó. Anh hai chấm đi. Thơm á. Quậy 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 lên. Đây, chua các bạn nha. Có ớt cay cay nữa nha. Ngon không? Nó làm cũng mình cay dữ rồi. Trời ơi. Thêm miếng rau găm vô. Quá đã. Ngon lắm. Wow. Thành công, thành công. Nhưng mà trong này nó lại có hơi bong bóng mập bọng hả? Của người ta. Của người ta bán là nó mịn luôn. Cút kinh nghiệm cho lần sau. Ok, mời làm nữa. Trời ơi, hết đi anh. Mim, bình tĩnh đi Mim à. Thắc mắc đây là cái gì? Đó là dịch lực mà cho nó ăn được mà. Bữa nay là anh Bành Hai làm ra cái món này cho nên hai phải ngồi giữa. Trời ơi. Đó là dịch lực mà. Cho nó ăn trứng đi. Đó là dịch BD. Nó chơi với em rồi. Ngon. Được nghe, mới làm tiếp. Mà sao lại bị dính mũ rồi vậy? Cái lem này có rửa không vậy? Có chị ơi, em rửa mấy nước rồi á. Ông cắn ăn ơi, dính mũ. Gọt ra này nó không có bị. Sao vậy chị? Dưa leo giòn lắm á. Nãy khó lột quá. Thôi nãy bóp đầu hay lắm mà. Nhưng mà mình đi ăn ngoài tiệm các bạn, có nhầm chỗ á. Người ta để dầu ăn vô mình ghét lắm luôn á. Để dầu ăn vô là nó bị trơn. Kiểu như lột á. Nè cái này dễ nè, cũng tùy. Cũng hơi cứng. Ngon ha, kỹ thuật. Mời các bạn nha, mời Bim nha. Mời Bim thúi. Ngon quá Bim ơi. Nó bắp kìa anh. Ngon lắm luôn á. Quyết tâm là không cho nó ăn đâu, có gì cho Bim ăn. Có bị là nó. Ê, cái này thay Bim khoái ăn này lắm. Anh bình tĩnh đi, để em cho nó hưởng thức cái hương vị. Cho nó một miếng thôi, chút xíu rồi. Không được. Chút xíu thôi. Không được chứ, không được. Bim em. Mình pha rồi mà. Chị đừng có biện hộ, đừng. Để em cho nó biết. Để em đem cái hương vị cho nó nghe. Nè, để ta ăn này nha Bim. Mời Bim cái trứng gà. Có vị của nó thì mặn mặn, ngọt ngọt hấp. Nhưng mà nói tôi mệt quá, ách xì luôn. Mà nó là cười hả? Nói xì. Mấy thằng này, thằng tôi quay á. Nè, trứng dở quá hả? Tại sao bà cho mấy thằng kia ăn mà mấy cho tôi ăn? Trứng là hai đầm gió ẹt. Dở gì mà có đứa ăn. Nhà bên. Thì miêu khoan ăn này lắm. Cho nó nguyên trái nó cạo luôn à. Dạ mi rồi. Của tôi đang ăn ngon. Quê. Nói hai mày làm đẹp. Tôi giận chị rồi. Bim. Xong rồi. Hư gác. Nó rồi. Bim. Trời ơi mày giờ ăn không? Không. Ăn. Thôi chị bình. Tôi gấp bà bây giờ. Đây, để em cho anh uống nước nè anh ơi. Cái chị xui này thiệt chứ. Bim là phải nhẹ nhàng tình cảm với nó. Rồi nhìn thiệt ạ.
bùn quá các bạn ơi. Thấy chưa, nó chứa cái vị của cái này thì ngon thiệt, nhưng mà nó hơi có cái độ hơi xốp rồi, tại vì đánh nhẹ vậy mà nó cũng có bọt nữa anh hai. Để mà anh tưởng anh lột cho em, chắc do mình hấp á. Đúng rồi, anh không ra lăn gì hết. Trời ơi, nó nở ra như cái bông dạng thọ vậy đó anh hai. Anh em tưởng là đi rồi. Nói à? Anh không nghe em nói hả? À? Không nghe gì hết. Chơi thôi, mình thích tự ăn tự lột hơn. Nhưng mà gì đâu có ai lột đâu mà mình thích. Trời ơi, hai anh em nướng cho mà nó khét luôn vậy. Tức quá hả? Nướng lửa thì to. Hình như cái lửa lớn nó vuột cái trứng ra. Phải không? Em biết đâu à. Nó vuột ra hả? Ây da. Rồi, lúc ở trong rồi. Phải chín rồi quá. Bởi đồ. Rồi, nó lột rồi em. Đâu có ai gửi cho mình. Em lột bằng răng. Nó lột bằng răng luôn. Vô, vô. Mời các bạn nha. Nó chơi thì nha các bạn. Ngon không? Tự ăn à. Ngon. Luôn không? Mình có tay mà. Có tay thử lột đi. Nãy em mới nói vậy. Nó hỏi em anh rằng nó làm giùm, nó thôi cảm ơn. Có tay, người có tay. Mình làm ngon đi. Trời ơi, bị cay. Hết cái mâm này luôn. 30 trứng. Tâm nó buồn ngủ quá vậy nhỉ. Ở hai trứng này hơi dẻ nha. Không tìm được trứng nữa, hay là mình nghiên cứu sao đó. Không được. Trời, thịt heo quay gam của mẹ, heo quay kho của mẹ. Bây giờ chế biến lại cho nó thấm gia vị vô. Cái hương vệ của cái món này thì nó ngon lắm đi mà. Nó không có thải rồi, giống như mà một cái trứng gà bình thường, hiểu không? Nhảy mũi nó đi bên tập cười đã hơn bên. Cái hương vị của cái trứng gà nó lạ lắm. Ngon lắm. Có thiệt vậy không? Béo. Có thiệt vậy không? Hãy bim bim. Trời ơi. Thiệt không? Đâu, thử miếng cay mới tin. Thôi bị máy tính nữa mà tạm mà. Đi nhà phải đóng thế cho tôi. Kiểu này là đang đá nè. Kiểu này là đang đá cổng nè, đi từ từ nè. Anh bình tĩnh đi anh trai. Không qua trạm sót. Chứ đi mạnh là phải đi đóng thế. Không đóng thế là bị mổ một đầu. Bình tĩnh đi em. Quá mà biết ăn luôn. Chuyện đâu còn có đấy. Sữa như cái đầu trẻ 5 năm mắc cười quá. Ngày xưa mình thiến ở lộn. Ngày xưa không? Mình hớt tóc nó. Đem. Để mình hớt ngang đó xong giờ nó có cái ăn cái này không? Mình sữa có một dưa leo. Hớt tóc không con, tóc dài rồi. Hớt tóc bằng tết nè. Thôi vợ này có bạn bè nhiều lắm, đừng. Do ai biết rồi đi chơi nữa các bạn. Xinh nữa các bạn ơi. Đi chơi biết xíu rồi á. Này cái này hộp dưa leo mày thích lắm đó em. Đó thấy chưa, tao biết mà. Thôi đi trở về bạn nó nè, nghe kẹt có tái dưa nào tí tí vậy anh. Dưa bành kia không mà chị ơi. Muốn tí tí phải không? Ừ. Tôi ăn tới khúc tí anh đưa. Cũng có khúc nào tí đâu, này nằm nhẹ cho em buồn ngủ nữa à. Rồi, ăn no rồi. Ăn no rồi. Căng da bụng, căng da bụng da mắt. Cái này là vài bữa nữa anh hai mình phải cố gắng làm lợi sẽ thành công hơn các bạn ơi. Được rồi. Các bạn nào có gì ta? Có bí kíp, có bí kíp gì làm ngon các bạn bình luận cho anh hai mình biết chứ nha. Bí kíp nào làm mà để mình hấp nó không bị phì á các bạn. Con cười. Trời. Thẹt tay. Bữa sữa có số hữu. Con người cũng hơi ngán ngán nè. Mấy trứng rồi ha? Mình 24 trứng hay 3 trứng vậy? Em đi học hồi đó mua trứng này 5.000 á. Nó không đủ nha cả răng. Trứng gà, trứng gà bự á. Chuột rồi. Thôi mà cái mùi của cái này gùi bố vậy. Sao vậy? Không phải. Mùi này gùi nhiều. Cái gì rồi cũng bù. Cái trứng này đẹp quá nè. Anh đớ anh cho em nửa trứng. Chứ mình dùng nguyên trứng người ta không hết. Vì đâu con đường. Ăn cơ gần vẫn ngon á. Bị bể rồi anh. Nó nát tan hết rồi. Cứ lên nào, cứ lên anh sẽ cổ vũ cho anh. Anh sẽ cổ vũ anh. Dưa leo mát lạnh luôn. Nó thơm lắm luôn á em. Dưa leo mới. Nó có mùi dưa leo bên mà. Leo đâu vậy? Dưa leo của chú ở nhà cho. Chứ mình đâu còn lòng dưa leo nữa. Phải đúng thế. Không thấy cái gọng đó.
Được không? Nè. Nè. Dạ. Kêu vậy khổ ghê vậy. Ăn miếng thôi mà. Đừng có làm như thế chứ. Bà sữa nó ngồi đợi rồi anh có khúc nào cho nó không? Anh cho nó một miếng. Nè bà sữa. Nè 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 nè. Bà lấy gỡ vậy. Nè cỡ gỡ cái vỏ cho nó. Đi. Nè, cho em nè. 30 trứng mà sớm giờ anh em mình. Không, anh ăn nửa trứng à. Thì còn nửa trứng để anh ăn nữa. Bây giờ thời gian không anh lột. Anh hai. Trứng gà bình thường á mà mình luộc lên á mà mình nướng là ăn ngán lắm á nha. Đúng rồi, phải chế biến vậy nè. Đúng rồi. Mình ướp gia vị vậy đó các bạn mà mình ăn ngon. Bà sữa ơi, còn một xíu vỏ rồi sao? Bà lột hết cho tôi đi. Bà sữa. Được, không có ăn được mà. Mấy cái trứng mà nướng lửa hơi nhiều. Chị đừng có phá. Tôi không có cho ăn được. Cho nó một xí. Thôi vậy đừng có năn nỉ. Con vịt là không có được ăn trứng. Cho tôi biết mùi đời vậy. Thôi ăn như vậy là tội lỗi đó. Không được. Không có được. Một chút xíu thôi mà. Trầm hả? Không được ăn. Biết chưa? Không có được. Đâu nó tát một đàn à. Tôi nói cái gì ăn được là tôi cho mà, hiểu chưa? Tát đang lia lịa. Trứng là không có được ăn. Cái tôi nha. Ơi, có bằng hột cát luôn. Không có được. À, như vậy là tội lỗi lắm á. Cho cụm ăn đi. Cho tụi bay ăn là tôi tức quá. À. Tao muốn cho mày ăn mà nó không cho, bây giờ làm sao bây giờ? Trứng là tội lắm biết chưa? Để tao ăn. Tôi là đàn ông mà ăn trứng cho nó bổ. Không được. Nó bạc kỳ quá. Vịt không được ăn trứng. Tức quá, tức rồi hả Bim? Tại mày, cho mày tức luôn. Em xin lỗi chị. Cho nó nhịn đi. Tao cho mày ăn mà phun nước miếng thôi kìa Bim. Tội nghiệp quá à. Sao một xíu à Bim. Ừ. Đúng rồi. Chào Bim à. Tội chết luôn. Trời ơi. Gù gâm không à. Nói chứ các bạn ơi, lần đầu tiên mà anh hai mình tự làm như vậy là cũng rất là thành công nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho anh hai mình là những cái trận tiếp theo sẽ ngon hơn. Hy vọng sẽ sắp tới sẽ cho ra mắt một cái món trứng nướng lề đường thiệt là ngon đó các bạn. Mình làm trứng vịt nướng nha. Ừ, em chịu không? Trứng gà được quá. Không biết nữa. Ngon Bim. Có ăn gì đâu mà ngon. Bim cho ông em. Cho hai trứng đi Bim. Trời ơi. Tới với ngày hôm nay mấy anh em mình cũng đã thưởng thức thử cái thành phẩm đầu tay của anh hai mình rồi. Nói chung là ngon nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh các bạn. Và bây giờ bye bye. Bye bye. Bye bye.